Xin chào quý vị và các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022, thì em có cái mẫu xe Hyundai Getz, đặc biệt là một chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu, không taxi dịch vụ, xe gia đình thực thụ các bạn nha. Một chủ. Đấy, các bạn lưu ý là một chủ từ đầu, không taxi dịch vụ. Và em sẽ chứng minh điều này để cho anh chị và các bạn sẽ biết được là một chiếc xe đẹp như thế nào. Và một chủ từ đầu là chưa bán cho ai và chưa sang tên cho ai. Đời 2010, đúng đời đúng biển, biển 30Z các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp và đẹp cực gắt luôn các bạn nhé. Thì anh chị nào thích cái mẫu xe đẹp này và chất lượng này thì anh chị liên hệ ngay cho em. Một chiếc xe gia đình, không taxi dịch vụ, zin cả xe. Đấy, chủ nhân đã thay một dàn lốp gần như là mới đét các bạn nhé. Một dàn lốp bia tôn là lốp đất các bạn nhé, là lốp cực kỳ xịn năm 2018 các bạn nhé. Và la răng là la răng phay các bạn nhé, la răng phay cực kỳ đẹp. Đấy các bạn nhé, không taxi dịch vụ. Đấy các bạn nhé, đấy mọi cái không taxi dịch vụ. Đấy, nó là đẹp như thế các bạn nhé. Đấy, và phim thì được dán toàn bộ là cả xe, cả kính trước kính sau đều dán phim hết. Và đẹp thì các bạn quan sát là từ cái cua lốp của xe thì chúng ta quan sát một chiếc xe nó đẹp như này, là nó zin như này các bạn ạ. Đấy, đấy cái đáy cua lốp này các bạn nhé. Đây các bạn này, tất cả mọi cái nó zin từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong các bạn nhé. Một chiếc xe đẹp như này. Đấy các bạn nhé, đó là một chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu. Đấy các bạn này, mô nó này sáng quắc các bạn này. Một chiếc xe đẹp cái mô sáng quắc này, gầm nó đây các bạn ơi. Đấy, gặp nó đây, bộ nó đây, bộ cái này. Đây các bạn này, rất là mới luôn. Đấy các bạn nhé, mới cực kỳ luôn. Một chiếc xe này. Đấy, đời cao. Đây các bạn này, la răng phay các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này. Đẹp từng cm. Đấy các bạn này, nó đẹp từng cm các bạn nhé. Đấy các bạn này, bộ lốp đáy gầm nó còn nguyên này. Đấy các bạn nhé, ba bô lê của xe này. Đấy các bạn này, xịn sò này. Đấy các bạn này, xe đẹp nó phải thế các bạn này. Đấy. Và đặc biệt bên em thì chỉ bán những chiếc xe gọi là xe đẹp, và chỉ thích bán những chiếc xe cùng đời, những giá phải cao hơn con xe khác các bạn nhé. Đó, đập cơ phát này, zin toàn tập này. Đó, một chiếc xe đẹp các bạn nhé. Em chỉ thích bán những chiếc xe đẹp. Và em tuyển bên em thì xin giới thiệu các bạn là tất cả xe bên em là tuyển về, là bên em tự mua về, tự dọn và tự bán, chứ không bên em không có xe ký gửi ở đơn vị khác các bạn nhé. Và bên em là tự kinh doanh, tự mua, tự bán. Đấy các bạn này, đẹp hay không chúng ta quan sát này. Đẹp quá luôn này. Cái tablo tâm ly này các bạn này, chấm hết các bạn nhé, chấm hết các bạn này, chấm hết này. Đấy, áo số này, áo số zin các bạn này. Đấy, vô lăng phủ số này đẹp này. Ui, các bạn nhìn cho em cái, các bạn nhìn cho em phát ạ, nó đẹp không ạ? Các bạn nhìn cho em phát nó đẹp không ạ? Các bạn nhìn cho em phát nó đẹp không ạ? Các bạn ơi, nhìn cho em phát nó đẹp không ạ? Ơi các bạn nhìn cho em phát ạ. Đó, các bạn nhìn cho em phát nó đẹp không ạ? Nó đẹp không anh em ơi? Quá đẹp luôn anh em ạ. Một cuộc tình đời 2010, một chủ từ mới, đẹp chấm hết luôn. Đẹp, không còn gì để diễn tả các bạn nhé. Đấy, cửa này các bạn này, không dịch vụ đóng nó khác. Đấy các bạn nhé. Đấy các bạn này. Đấy các bạn này, không dịch vụ này. Đấy các bạn nghe âm thanh này, phịch này, ui xù, sướng cùng, sướng vô cùng các bạn ạ. Đấy các bạn này. Đấy các bạn này, các bạn nhé, đẹp chấm hết luôn. Từ cái tem nhập khẩu nó còn nguyên bản các bạn ạ. Đấy, gương zin đây các bạn nhé, gương zin đây. Ngày xưa người ta bảo vệ gương này các bạn nhé, hai bên đều có này. Đấy, bảo vệ gương bằng inox này. Đấy các bạn này, toàn bộ xe này. Ui xù, mới đét, đồ nhựa là các bạn này, khét này. Đấy các bạn này, đồ nhựa này. Ôi, bạn nào thích xe đẹp nhá, bạn nào thích xe đẹp này. Ui xù, ghế zin này. Đấy các bạn nhá, đồ nhựa này. Đấy, đẹp không các bạn, quá đẹp cho một cuộc tình các bạn nhá. Đây, bản lề này. Đấy các bạn này, voi này, nguyên bản này. Đó, đẹp không ạ? Cột kèo thì zin các bạn nhé, không phải nghĩ cột kèo các bạn nhé. Ui, chưa tháo ra bao giờ ạ. Ui, một chiếc xe cột kèo chưa tháo bao giờ.
Ui, rong chưa tháo bao giờ các bạn ạ. Thôi mình tháo tí thế thôi các bạn nhé, tháo tí thôi, bất độ dịt. Đấy, em nó vẫn còn trinh các bạn ạ. Hôm nay em tháo đầu tiên đấy, nó dít dịt các bạn ạ. Đấy các bạn này, công tắc đèn này, mọi cái của nó này. Đấy các bạn này. Đấy các bạn này. Đẹp chưa ạ các bạn? Các bạn thấy đẹp không ạ? Quá đẹp cho một cuộc tình các bạn nhé. Đó. Và em sẽ quay lần lượt chi tiết cho các bạn này. Chiếc xe này thì xin giới thiệu các bạn nhé, là người ta đã dán rong cả xe các bạn nhé. Đấy, như keo chỉ 100% zin các bạn nhé. Người ta dán rong cả xe chống ồn, cho nên đóng cửa này các bạn này. Úi, chiếc xe không dịch vụ này. Đấy các bạn này. Đó. Đóng thế mới thích. Và bây giờ em sẽ giới thiệu tổng thể một chiếc xe cho anh chị và các bạn đẹp không ạ. Xin giới thiệu các bạn, đây là một mẫu Hyundai Getz, một chủ từ mới, không taxi dịch vụ, xe chính chủ ở huyện Đông Anh các bạn nhé. Và chiếc xe này là chính chủ từ mới, đăng ký 2010. Lần đầu tiên làm bánh như 2010, các bạn quan sát là sơn xi nó rơi zin tới 90% là sơn zin cả xe các bạn nhé. Thân vỏ thì xin giới thiệu các bạn không có một lỗ nhỏ. Không có một lỗ nhỏ luôn, một dàn lốp mới đăng kiểm dài. Một dàn lốp mới đăng kiểm dài, la da quay. Đi cực kỳ phê các bạn ạ. Chiếc này đi thì phê thôi rồi các bạn. Máy số thì chấm hết luôn các bạn nhé. Đó các bạn ạ. Bạn nào thực sự yêu những chiếc xe đẹp này và đang tìm kiếm những chiếc xe Hyundai Getz đẹp trên thị trường thì bây giờ rất là hiếm những chiếc này như này. Và giá con này nó chỉ bằng con i10 hạ bản đủ các bạn nhé. Chỉ bằng con i10. Đấy 1.0 thôi, nhưng đi thì phê chấp i10 luôn các bạn nhé. Đó là mình chấp i10 luôn. Đó mình cam kết cho các bạn luôn. Bởi vì máy của nó 4 máy, i10 là có 3 máy các bạn nhé. Đấy là 4 máy thì đi chấm hết luôn các bạn ạ. Đấy. Và bên kia thì các bạn quan sát này, nó còn nguyên, thì bên này nó còn nguyên là cái lẹp bảo vệ này. Đấy các bạn nhé, đó là gương xịn. Đấy các bạn này, mọi cái chấm hết rồi. Đấy các bạn này. Đấy các bạn, mọi cái chấm hết luôn các bạn nhé. Lốp một dàn lốp mới này. Đấy các bạn nhé, lốp mới này. Lốp mới cả dàn. Con này thì xin giới thiệu các bạn là lốp dự phòng trừ hạ các bạn nhé. Các bạn lưu ý là lốp dự phòng trừ hạ, tí nữa mình sẽ quay cho các bạn quan sát luôn. Một chiếc xe này lốp dự phòng trừ hạ luôn. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần chi tiết của xe, từng cánh, keo chỉ, keo cột, mọi cái đó kia để cho quý vị và các bạn quan sát. Một cái chiếc xe rất là đẹp các bạn nhé. Đó, rất là đẹp để cho anh chị quan tâm. Với mẫu xe này thì các bạn quan sát này, sơn của nó zin hết tuyệt đối bên trong nhé. Không một tí gọi là sơn tà nào. Chủ dán toàn bộ rong chống ồn. Đấy các bạn này, zin toàn bộ các bạn nhé. Đóng nên rất êm, cho nên anh chị nào đi chiếc này rất là phê. Đây, cho các bạn xem tí này. Đấy các bạn nhé. Đấy, em chỉ bóc tí thế, em chỉ bóc tí thế thôi các bạn nhé. Đó, zin đấy, tất tật tật luôn. Đây các bạn là đồ nhựa này. Đấy, các bạn đồ nhựa thấy không ạ? Đẹp không ạ? Quá đẹp luôn cho một cuộc tình. Quá đẹp luôn. Đó. Và đây, ở phía sau thì các bạn quan sát này, đèn zin 100% các bạn nhé, biểu tượng Hyundai nguyên bản của nó này. Đây. Đấy các bạn này, kính sau này, mọi cái gạt mưa sau này. Đây các bạn, đủ hết các bạn. Đèn phanh trên cao này. Mọi cái này. Đấy các bạn nhé, đèn zin hết, cái sườn người ta hay dán nốt mạng inox này các bạn. Và đây thì em sẽ quay đến này. Và các bạn quan sát này, cái này, cái giá đồ này nó zin theo xe là vẫn từ ngày xưa. Đấy các bạn nhé. Đây, của Hàn Quốc đây các bạn này, nó zin theo xe này. Đấy, đồ nhập khẩu này. Đây, các bạn quan sát đồ tai này, máng nước này, thân vỏ của xe này. Xem nó đẹp không các bạn này. Nó đẹp không các bạn ơi? Các bạn đánh giá cho em phát nó đẹp không ạ? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Quá đẹp luôn các bạn nhé. Đó. Và bây giờ em sẽ cho các bạn quan sát là một chiếc xe không taxi dịch vụ và lốp dự phòng nó còn nguyên bản. Thì em sẽ cho các bạn quan sát này. Đây, đồ của xe, cái đồ cốp của xe nó còn nguyên bản các bạn nhé. Đấy, nó còn nguyên bản. Và đây, các bạn quan sát này. Đồ của xe. Đây, em sẽ cho các bạn quan sát là nó đồ zin, đủ đồ các bạn nhé. Kích của nó đây, mới đét các bạn này. Đấy, người ta vừa thay, hình như chủ như nhân vừa thay rô tuyên các bạn. Đấy, chủ vừa thay rô tuyên đứng thì phải. Đấy, các bạn này, kích đây, đủ đồ các bạn nhé. Đủ đồ tay mở đầy đủ. Đây, con này đây, lốp dự phòng đây các bạn này. Chưa hạ đây các bạn nhé. Đấy, các bạn này. Đấy, thấy chưa, các bạn thấy chưa. Đấy, nó đẹp chưa. Đây, các bạn nhé. Đấy, nó đẹp chưa. Một chiếc xe đẹp cực kỳ chưa ạ? Đó các bạn nhé. Đây lốp dự phòng ta đông của nó đây. Nó vẫn còn đây các bạn nhé. Ta lông đây vẫn còn đây. Và lớp xanh của nó đây các bạn nhé. Đấy, những đường vân xanh của nó vẫn còn nguyên đây các bạn ạ. Đó, một chiếc xe này. Đấy, cái cốp này các bạn này. Đẹp, lép căng các bạn ạ.
đẹp như này các bạn này. Đấy, và em sẽ để đây, và em sẽ chuyển sang quay chỗ khác. Đấy, cái lốp dự phòng thì bao giờ nó thiết kế theo xe. Các bạn lưu ý là các bạn lốp dự phòng như vậy thì nó để nguyên được là cái đồ các bạn nhé, nó để sẽ để nguyên được cái đồ của xe dự phòng, là tay mở tay miếc là được, zin theo xe để đặt vào đấy các bạn nhé. Còn nếu chúng ta thay cái lốp khác vào rồi thì chúng ta đặt không được đồ vào đấy đâu các bạn ạ, nó sẽ kênh lên, nó sẽ kênh cái đấy lên nhìn rất xấu xe. Đây các bạn này, đẹp chấm hết luôn đấy các bạn nhé, chưa một lần tháo cánh cái đồ này luôn đấy, nó còn zin hết các bạn này. Đấy các bạn, đồ hiệu không taxi dịch vụ các bạn này, từ tay mở phía dưới này. Đây các bạn nhé, đồ nhựa này. Đấy, đồ nhựa đó lại các bạn nhé, đẹp không ạ? Đấy các bạn, và thấy ít đi còn có mạng nhện này các bạn này, có mạng nhện luôn này. Đó các bạn nhé. Đấy, bản hai đèn trần các bạn nhé. Đấy, đèn trần này, trần của nó thì chấm hết luôn các bạn này, trần nó chấm hết các bạn nhé, quá đẹp luôn cho một cuộc tình. Bạn nào thích xe đẹp thì liên hệ ngay cho em để sở hữu xe đẹp các bạn nhé. Đây, bạn nào thích thì liên hệ ngay cho em để sở hữu xe đẹp này. Đấy, ghế của nó này. Đấy các bạn nhé, hàng ghế sau không có người ngồi này, các bạn mặc nhện này các bạn này, người ta rất ít đi các bạn ạ. Chiếc xe này chủ đi cực kỳ dữ luôn, anh công chức đây các bạn nhé, không có người ngồi phía sau đây, mặc nhện đầy 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 đây các bạn nhé. Đấy, mình không nói sai. Đấy, tí nữa mình cứ quay cái con này rất ít đi luôn, vì chủ người ta đi, người ta bây giờ mua thêm mấy xe rồi. Đấy, nhựa này, cái ni lông dán này. Đấy, vẫn đi đâu dán ở xe này các bạn này. Đấy, từ tay mở này. Đấy các bạn nhé, đồ nhựa này rất là đẹp luôn, một chiếc xe này. Đấy các bạn này. Và cái giá thì tí nữa mình sẽ công bố giá, các bạn cố gắng theo, bạn nào thực sự mua ấy thì các bạn cố gắng theo dõi hết video, là mình sẽ công bố giá ở phía sau các bạn nhé, mình sẽ nói giá luôn ở phía sau cho các bạn. Nhiều bạn xem cho vui, và các bạn chưa mua thì các bạn cứ xem để tham khảo. Còn cái giá thì các bạn chưa cần phải quan tâm, vì những chiếc xe đẹp này cái giá nó sẽ nói ra. Nhiều bạn mua ví những con xe tầm 100-200 thì các bạn có khả năng ngất ra đấy đấy. Đấy các bạn nhé. Nhưng mà các bạn cố bình tĩnh thì khi mua chiếc xe này mình sẽ công bố giá cho anh em. Và anh em cố gắng bình tĩnh, không bị sốc các bạn nhé. Nhiều anh em bị sốc lại chửi mình chết đấy. Đấy các bạn là quan trọng rồi. Đấy, một chiếc xe đẹp thì bên mình bán lúc nào cái giá nó cũng rất là tình yêu. Đấy, và đúng thực tế là tiền nào của đấy. Ngon thì không có rẻ, mà rẻ thì không có ngon. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Đấy, một chiếc rất là đẹp. Đây các bạn này, tam lô tam ly đó này, chấm hết các bạn nhé. Đó, cực kỳ đẹp. Đấy, đến bạn nhẹn đây, là bạn nhẹn còn này. Đấy, tép thì đã đủ hai cái tép ở đây. Đấy, và chủ đây đặt thêm hai cái tép ở đây nữa các bạn này, nhìn rất là ok này. Đấy, rất ok các bạn này. Đấy các bạn nhé. Đây, các bạn quan sát nó có đi ít đi nhiều này các bạn này. Các bạn lưu ý, các bạn nhìn cho em này. Đấy, đi ít đi nhiều này. Đấy, độ zin của nó này. Đồ nhựa đây các bạn này. Đấy các bạn nhé. Ổ khóa thì có hai khóa zin nữa. Các bạn lưu ý là hai khóa zin theo xe các bạn nhé. Đấy, hai khóa zin. Đấy, chạy đâu đó chục vạn này. Đấy các bạn này, chục vạn km này. Đó, 15 mỗi năm chạy có vạn thôi. Đấy, một chiếc xe chạy rất ít các bạn nhé. Đấy. Bao giờ bản đủ nó có cái lọ, có cái để kính ở đây các bạn nhé. Đấy các bạn này. Đấy, chắn nắng này. Rất là đẹp luôn. Đèn trần nó đây, sáng choang các bạn này. Đấy. Đấy, mình mở đèn này. Khi thì chúng ta đặt chế độ mở cửa nó tự sáng này. Đây, chúng ta tối chúng ta các bạn lên để ở chế độ mở cửa các bạn nhé. Khi chúng ta mở cái là sáng ngay, để khi chúng ta bước lên xe là chúng ta nhìn thấy, các bạn không nên tắt. Đấy. Các bạn này, mọi cái này, lòng trong của xe này các bạn này. Úi xù. Rất là mới các bạn. Rất là mới luôn. Mới thực sự luôn. Đó. Và bây giờ em sẽ quay đến cho các bạn đến phần nội thất và máy các bạn nhé. Đấy, bây giờ em sẽ quay đến phần nội thất và máy cho các bạn này. Nội thất thì mình chỉ giới thiệu sơ lược cho anh chị và các bạn cái phần kính điện thôi các bạn nhé. Đây các bạn này, 10 vạn này. Đấy, phu lọc túi khí này, còi này. Đấy, đồng hồ giờ vẫn còn nguyên này, xanh đét các bạn này. Đấy, và đây thì em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần gương kính điện này. Ok các bạn nhé, mọi cái đều ngon hết. Đấy. Và con này thì các bạn này, đây chủ người ta đã dán phin hết các bạn nhé. Đấy, dán phin hết dạng phin cả xe, các bạn đã dán cả xe hết này. Đấy. Và đây thì phần chỉnh gương, em sẽ chỉnh gương cho các bạn một tí này. Đấy, phần chỉnh gương này. Rất là chuẩn luôn, cái này chỉnh nó vẫn khít khít các bạn, nó vẫn zin zin luôn, nó không bị nhão. Đấy các bạn này. Đấy các bạn nhé.
một chiếc xe đẹp này, nó không bị nhão. Đấy, rất ok các bạn nhé. Và bây giờ thì em sẽ chuyển sang quay cho các bạn đến phần máy của xe. Ui, đây các bạn quan sát phần nòng này, nòng cánh của nó này, đẹp chấm hết các bạn nhé, đẹp chấm hết, ốc zin hết các bạn này, tai tai ốc zin hết các bạn nhé. Đó, đẹp là phải như thế các bạn này. Đây, cái tay mở đây, ui, sáng choang các bạn này. Đấy, hiện tượng của sáng choang này. Đấy, đây, tay này không mờ một tí nào các bạn này, không chảy xước các bạn nhé, vẫn còn nguyên này. Đó, xe đẹp. Đây, các bạn quan sát từ cái tem này, đây, ốc của nó đây, ánh này, đấy các bạn nhé, ánh lên các bạn này, nó đẹp này. Đấy, la răng thì các bạn quan sát là la răng phay các bạn nhé, nó rất là ok đẹp này. Đó, đây các bạn này, đấy, cực kỳ đẹp này các bạn này. Một chiếc xe gầm này, gầm phía trong này, đằng trước này các bạn này. Đấy, chấm hết các bạn nhé, chấm hết luôn. Anh chị và các bạn quan tâm này, đèn thì các bạn quan sát này, đèn zin 100% hết các bạn nhé. Đó, đèn zin này, từ đèn gầm đến đèn pha này các bạn nhé. Đó, đây thì em sẽ quay tất cả cho anh chị và các bạn quan sát này. Các bạn chỉ sẵn rơi tiền thôi, các bạn cứ ngồi nhà, anh chị cứ ngồi nhà chỉ bấm tài khoản cái cho em là 10 triệu thôi. Đó, các bạn nhé, là em cho xe về tận nhà luôn. Các bạn nhớ đặt cọc 10 triệu thì mới cho xe về các bạn nhé. Nếu mà đặt cọc ít quá thì mình không cho xe về đâu. Đấy các bạn này, bên em bán là bao ship cho các bạn. Nào, các bạn ở đâu các bạn xem đúng video rồi, các bạn chỉ để điện thoại cho mình và bắn gửi số tài khoản, và các bạn bắn tem có tiền là mình xác nhận ok có là mình cho anh em lên đường các bạn nhé. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là và vận chuyển bán kính là 100 km các bạn nhé. Còn ngoài 100 km mình không hỗ trợ được các bạn nhé, bởi vì nó chi phí về đi trên đường nó cao lắm các bạn ạ. Đấy, đi chi phí một chiếc xe đi trên đường cao lắm, nhất là bây giờ các bạn ở các tỉnh và mình phải đi cao tốc chẳng hạn, thì mình nguyên là mình phải mua vé và mình sẽ mua cái tem từ mình dán để mình đi, thì cho các bạn nguyên cái chặng đường đi nó phải hết tầm 1 triệu là mình dán tem từ các bạn nhé, thì trong đó các bạn đi sau này các bạn vẫn còn tiền ở đấy. Các bạn lưu ý như thế. Đây là chúng ta đi cao tốc và chúng ta không thể để đi những chiếc xe không có tem được các bạn nhé, không có tem từ được các bạn này. Đó, đẹp cực kỳ. Đây, răng đầu còn nguyên đấy các bạn này, tem nó còn nguyên đó, một chiếc xe đẹp cực kỳ luôn. Đấy, máy đây thì các bạn nhé, máy thì chấm hết luôn các bạn này. Đấy, máy này, máy lổ này, đây các bạn này, máy đây, máy cái mặt da máy của cực kỳ đẹp các bạn này, mặt da máy cực kỳ đẹp các bạn nhé. Đấy các bạn này, đấy máy đang nổ đây các bạn này, thì thầm luôn. Đấy các bạn này, máy đang nổ thì thầm chất nơ luôn các bạn nhé. Đây em sẽ lổ và ga cho các bạn này. Đấy các bạn này. Đấy, sức mạnh của em đó này, con này đi sướng lắm các bạn ạ. Con này đi nó máy nó cứ gì các bạn ạ, kể cả số nó rít lên rít luôn. Nhìn chiếc xe nó đẹp các bạn ạ. Đấy, máy số nó rít lên rít các bạn này, dầu vừa thay các bạn nhé, dầu mình vừa thay xong đấy các bạn, về không phải thay dầu đâu. Đấy, chiếc xe đẹp như này các bạn, cố gắng là nếu sắm cho gia đình nên cố gắng sắm những chiếc xe đẹp như này đi phê các bạn nhé. Đấy, một lần nữa anh chị nào quan tâm tới cái xe đẹp này thì anh chị liên hệ cho em ngay, và em còn con i10 này bản đủ 2015 anh chị nhé. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho em này. Đấy, và em còn một con xe này nữa này. Đấy, vai ướt thần thánh này các bạn này, số tự động này, D218 này, một dàn nốt dự phòng nguyên bản này. Đấy chị nhé. Đó, đấy các bạn này. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.